Ngày hôm nay 22 tháng 2, lãnh đạo Cục Hải quan An Giang vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với công ty Toàn Cầu có trụ sở hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Vụ án xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trước đó, ngày 4 tháng 11 năm 2019, trên hệ thống tiếp nhận tờ khai thuộc công ty toàn cầu, khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có ga với số lượng 10.000 lon được vận chuyển trên các thuyền máy. Nhưng sau đó, công ty này lại nộp các tờ khai có nội dung không giống các tờ khai trước. Nhận thấy công ty có dấu hiệu gian lận, Hải quan Khánh Bình đã ra quyết định khám xét, kiểm tra hành chính các phương tiện vận tải của công ty và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên 17.340 thùng nước giải khát có ga xuất xứ Campuchia và trên 29 1630 630 thùng nước tăng lực hiệu Red Bull xuất xứ Thái Lan trị giá lô hàng trên 8,6 tỷ đồng.